Trời ơi các bạn ơi, lần nào cũng vậy mình cứ bị. Wow, cậu các bạn, lốc nước khổng lồ nè. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ chia sẻ video đồng hội cho mình nhé. Ngoài ra thì các bạn nhớ kích vào nút đăng ký và kích luôn vào cái chuông để không bỏ lỡ tất cả những video mới từ channel của mình nhé các bạn. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Trở lại với channel của mình và chào mừng các bạn quay trở lại với Minecraft. Và ngày hôm nay thì mình cùng với Nói chung mình chỉ có một mình thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với series Minecraft thử thách sinh tồn. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Và đừng quên là kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất và sớm nhất từ channel mình nhé. Ngoài ra thì nếu như bạn nào thích cái video clip này của mình cũng như là có những thử thách gì hay thì nhớ comment ở phía dưới cũng như là giúp mình đạt video clip này 1500 like nha, để mình có động lực làm những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào nhà để mình lấy cái quyển thử thách để xem ngày hôm nay thử thách của các bạn fan dành cho mình là cái gì nha các bạn. Ok, vô, mở cửa. Đóng cửa. Phải thò kìa. Rồi, mở cửa coi, lấy quyển sách ra. Ngày nào cũng vậy, cứ 3 năm 7 là chúng ta sẽ có những cái thử thách hay các bạn. Ok, thử coi nha. Thử thách anh sinh tồn trên bờ lốc nước khổng lồ. Nếu được thì anh hãy thử xem sao nhé. Cảm ơn anh nhiều. Ồ, bờ lốc nước khổng lồ hả? Nếu như mình sinh tồn trên bờ lốc nước khổng lồ thì cũng được thôi các bạn. Nhưng mà không biết á là cánh cổng của mình á nó có gọi là sinh tồn được hay không. Ok, để bây giờ mình sẽ gọi là thử bỏ vô cái cửa này coi thử coi. Thì coi thử cái cửa. Ủa, ai gạt công tắc thì gạt lên. Rồi, mình sẽ thử bỏ vô coi thử coi. Rồi, mình gạt công tắc xuống là thử cái cánh cửa này nó có đưa mình tới cái thế bờ lốc nước khổng lồ nha các bạn. Tại vì cánh cổng này phải đưa mình tới thì mình mới sinh tồn được chứ ha. Ok, đếm nha. 1, 2, 3. Wow, trời ơi, công nhận hay thiệt các bạn. Công nhận là gọi là sao ta, gọi là cái cánh cổng thử thách của mình hay thiệt. Thử thách nào cũng chơi được, đó không các bạn không? Vừa mới kể là thử thách sinh tồn trên một lốc nước, cái nó xuất hiện cái cánh cổng nước luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nha các bạn, để xem coi trên một lốc nước thì nó sẽ có cái gì nha. Ok ok, 1, 2, 3. Trời ơi các bạn ơi, lần nào cũng vậy mình cứ bị. Wow, cậu các bạn, lốc nước khổng lồ nè. Ôi, để mình coi coi. Cờ lên để đến đảo sinh tồn. À, có phải đảo kia không? Bấm vô. Đúng luôn nè. Wow, trời. Các bạn ơi, mình đã đến được cái đảo sinh tồn ở trên lốc nước khổng lồ này. Để mình coi. Ở dưới hình như có cái gì à? Ocean Monument thì phải. Không biết là dưới nó có quái vật không? Mình coi, không biết có mấy con cá không nữa. Kệ đi. Trời ơi, để coi, đây coi trong đường. Bánh quy nè, một bộ dụng cụ. Đúng rồi các bạn, tại vì mình đang sinh tồn trên đảo mà nó cũng không ít đồ ấy, cho nên chắc là cho mình đồ này để làm mấy farm chứ gì, tôi biết hết. Ở đây có vẻ không ổn vậy, tại vì nó sẽ bị cháy á. Ok, qua đây, từ đào xuống. Ôi, ôi ngon lành luôn các bạn, khu vực này ngon lành luôn ấy. Đổ ở đây. Từ bình tĩnh. Rồi đó, như vậy là mình đã có một cái gọi là, mà mình tại sao mình phải farm đá ta. Farm đá chắc là để xuống dưới, có thể là mình phải đi xuống dưới này khám phá thử coi. Nhưng mà thì cái đảo nước này thì có cây nè, có cây mà cho mình một bộ dụng cụ bằng sắt luôn các bạn. Và trong này có bánh quy. Ok, cũng ngon. Có bánh quy. Đừng. Ê, đừng nha gà, mày đừng có chơi ngu nha. Để mình lấy ít gỗ cái. Đây nha. Lấy ít gỗ nào. Làm cái bàn chế tạo các bạn. Sinh tồn mà không thể nào thiếu mấy cái món đồ này được. Ok. Rồi. Này lại các bạn, để nó khỏi bị cháy lung tung nha. Đấy, trời ơi, quá đã luôn. Vì tha hồ mà farm đá rồi cái gì mở rộng đảo thì đúng rồi. Mình sẽ kiếm một ít đá. Ui chết rồi, trời tối các bạn ơi.
chết. Mình sẽ kiếm một cái đá để mình đi ra ngoài kia, mình coi thử ở ngoài kia nó có cái gì, đúng không? Để coi xung quanh nó có gì mà bờ lóc không biết là rớt ra ngoài nó chết không. Ok, đây đốn luôn cái cây này đi. Lấy gỗ, lấy xong mà lấy mộc trồng lại. Rồi xung quanh đây trồng sẵn gì đấy. Ủa, củ dền hả? Lúa, củ dền các kiểu luôn. Wow. Nhưng mà vẫn chưa chín các bạn ơi. Chưa chín cho nên chưa lấy được. Để đi, từ từ mình lấy. Đấy, làm gỗ chứ. Quan trọng là chúng ta cần phải lấy gỗ chứ. Ủa, đây có gỗ nè. Wow. Hấp dẫn nha. Chỗ cái đảo này cũng hấp dẫn đó chứ các bạn, đúng không? Trời ơi, quá hay luôn. Mầm đâu? Cho tôi một cái mầm coi. Để tôi ở đây có mầm rồi, có mầm rồi. Có một cái mầm là được các bạn. Đó, có một cái mầm thôi là đủ rồi. Ui, có mía nè. Ok, bây giờ mình sẽ phải làm gì ta? Lấy làm cái lò nấu chứ. Đúng rồi, phải làm một cái lò nấu để chúng ta chuẩn bị nấu gỗ ra cái kiểu thành lấy gì? Nấu gỗ thành cái than ấy để chúng ta làm nấu cắm ha. Làm bốn cục đi các bạn. Rồi, trong thời gian chờ đợi nấu thì mình sẽ lấy thêm ít đá nữa để đi ra xung quanh cái đảo này khám phá coi. Ở đây thì còn cái Ocean Monument ở phía dưới nữa mà không biết cách nào để xuống được đó đây. Làm sao để xuống được, nó dưới nó sâu lắm các bạn à. Xuống nhiều khi á hả, lạng quạng là nó chết chìm ở dưới luôn, hết oxy các bạn. Rồi, làm mớ đuốc các bạn. Đổi tay. Nãy giờ nó rớt quá chùm mầm luôn các bạn. Đó, mình làm được đống mầm luôn. Thôi kệ, cắm lên, đó, sáng rồi. Và mình có một đống này luôn. Bây giờ mình sẽ làm mớ slab. Nói chung là mặc dù chúng ta ở trên nước nha các bạn, nhưng mà nếu mà mình vẫn sử mình không có kiểu như là làm cái lửa dưới á, là tụi quái nó vẫn sẽ xuất hiện bình thường nha các bạn. Tại vì xung quanh này là nước nè, rồi khoảng không bao la mênh mông nè, tụi nó thế nào mà chẳng xuất hiện. Mình nghi lắm. Tại vì ở quanh này là không có chỗ để tụi nó xuất hiện ấy. Là mình mà làm cái đường mà kiểu như là xuất hiện quái một cái thôi, là xác định đi, nó sẽ hả xuất hiện một đống quái luôn. Rồi trong lúc đó chỉ có đường chết thôi. Cho nên mình sẽ phải làm ở đường. Ở đây có lock tàng hình. Ê, lock tàng hình đi đường nè. Wow. Rồi. Hay hả? Ghê, rồi đây hết rồi. Ê, vậy là lóc tàng hình xung quanh các bạn. Thôi, cái đường, cái block này rộng bao nhiêu ta? Mình coi chân được không? Đây, một chân nè, mình thử coi. Khó gì quá. Một chân, hai chân nè. Ô, đi đường đỡ, sợ quá. Ba chân nè. Bốn chân nè. Năm chân. Wow, như vậy là trung bình á. Nếu như mà một block á là sẽ là 16 x 16 là một chân, là block này là block khổng lồ các bạn, gấp 500 lần, đúng không? Gấp 5 lần, gấp 5 lần. Ôi, what the hell, vẫn xuất hiện quái ghê mặc dù mình cắm đuốc sáng chân luôn. Đùa à? No, đừng nổ. Ô đùa à? Ây da, chúng độc. Ây da, ủa mình, what the hell, mình cắm đuốc sáng gì nó vẫn xuất hiện quái các bạn. Vô lý đó nha. Không thể nào tin được gì mà nó cũng xuất hiện quái được. Thua luôn á. Ôi, no, mình sắp chết rồi. Ăn vô, sắp chết rồi các bạn ơi, còn có nửa tim mà. Coi độc này nhiều, 23 giây luôn. Coi thua rồi. Bây giờ mình ăn càng lên máu á, nó sẽ càng rút độc. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó hết độc cái đã nha các bạn. Ok, hiện tại là trời đã sáng và mình đang có 40 mấy block này các bạn. Thì á, mình dự định là mình sẽ đi xuống khám phá cái gọi là gì đó, cái ơi đây, cái đảo mình không có nước nè, đó đi xuống dưới kia khám phá. Nhưng mà bây giờ không biết là mình có đủ cái lượng gọi là block để đặt xuống không. Đó, dưới có cái monument ở phía dưới á các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng. Ê, con chuột chết. Hên quá. Đấy, có cách rồi. Không biết là 40 mấy block này đủ không. Nhưng mà xuống đó mà không có gọi là không có thuốc mà thở dưới nước cũng như không hả các bạn. Tại vì kiểu gì mình cũng sẽ bị chết ngạt. Đây lại, hay không? Quá hay luôn. Nhưng mà bị... Ui, gần tới luôn nè. Wow. Được. Hay quá. Xuống các bạn ơi. Không biết là nó có... Rồi luôn. Ui, vẫn có con thủy quái dưới này luôn các bạn. Chết rồi,
Trả lời, không không đào được nữa rồi bạn ơi. No, no, tha, tha bé, tha bé. Lẹ, trả lời mình không, bây giờ mình không có đào được các bạn, ăn còn khó nữa. Tại vì cái có hiệu ứng cái muỗng là nó sẽ không cho mình đào các bạn. Thôi kệ, mình không đào được thì mình đi. Mình đi khám phá vòng vòng quanh đây vậy. Vậy là nó cũng giống cái monument ở trên thế giới Minecraft bình thường các bạn. Thì cái thế giới này cái monument nó cũng cái monument nó cũng giống nhau nhưng mà không đào được. À đúng rồi, mình nhớ là trong ở đâu đó trong này nó kho báu. Biết gì nãy mình lấy một xô sữa xuống ha. Ở đâu quanh đây nó sẽ có kho báu các bạn. Các bạn biết kho báu ở dưới này không? Cái khối sắt, khối vàng gì á. Hình như mình nhớ là như vậy á. Nhưng mà không có mấy con cá con là may mắn rồi. Hên rồi. Mấy cá con khó chịu các bạn, mấy cá lớn này thì mình trốn được chứ mấy cá con là không trốn được đâu. Mà nó hơi tối thì phải. Bây giờ làm sao để mình có thể trời, càng ngày càng nhiều luôn, nó không nói chung là phải giết được nó, không giết được nó thì mình không thể nào mà hả lấy được kho báu đâu. Thì ok, có lẽ tập này mình sẽ tạm dừng đây rồi. Tập sau có thể nếu như bạn nào thích thì mình sẽ tập làm tập tiếp theo và mình sẽ khám phá tiếp tục coi thử ở dưới đây có cái gì không. Và nếu như bạn nào thích mình lại tiếp tục những cái thử thách gì nữa thì đừng quên là comment phía dưới và nhớ để lại một like, một share để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip thử thách sinh tồn tiếp theo nha. Bye bye.